Những thói quen tốt giúp bạn lưu giữ làn da không mụn đẹp rạng ngời. Giảm ăn các sản phẩm từ sữa và bánh mì trắng trong thời gian bị mụn trứng cá. Chế độ ăn uống phù hợp có thể giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý và ăn thức ăn tốt cũng rất tốt cho làn da của bạn. Trong thời gian bị mụn, hãy giảm uống sữa và các sản phẩm từ sữa khác, vì chúng có thể chứa các hormone gây tiết dầu, các loại carbon hydrate tinh chế như bánh mì trắng, mì ống và khoai tây chiên cũng có thể làm tăng tình trạng viêm và khiến mụn trở nên trầm trọng hơn. Cắt giảm lượng đường. Việc tiêu thụ quá nhiều thức ăn và đồ uống có đường có thể ảnh hưởng đến làn da của bạn và cũng có thể là một trong những nguyên nhân gây ra mụn trứng cá. Một nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên tiêu thụ nhiều đường bổ sung có nguy cơ phát triển mụn trứng cá cao hơn 30% và những người thường xuyên ăn bánh ngọt và bánh ngọt có nguy cơ cao hơn 20%. Vì vậy, trước khi bạn lựa chọn một phương pháp điều trị mụn đắt tiền, hãy cố gắng giảm đáng kể hoặc cắt giảm lượng đường. Để bắt đầu, bạn có thể dễ dàng cắt giảm lượng đường tiêu thụ bằng cách giảm lượng rượu, tránh thực phẩm và đồ uống có hàm lượng đường cao trên nhãn dinh dưỡng và giảm thiểu carbs đã qua chế biến. Và tất nhiên, hãy thử kết hợp nhiều thực phẩm tự nhiên hơn như rau, trái cây và ngũ cốc. Tìm kiếm thuốc trị mụn hiệu quả, phù hợp với da. Điều trị mụn sẽ hiệu quả hơn nếu bạn lựa chọn đúng sản phẩm điều trị phù hợp với da. Ngày nay trên thị trường có nhiều sản phẩm trị mụn hay chăm sóc da khác nhau khiến người dùng khó có thể chọn được cho mình một sản phẩm phù hợp. Nếu bạn vẫn chưa có được một sản phẩm trị mụn của cuộc đời mình thì hãy xem xét bộ đôi Bonsacne Clear, giá thành cực mềm phù hợp với cả túi tiền của các nàng học sinh, sinh viên hiện nay mà hiệu quả mang lại cực đã nhé. Giữ cho mình lối sống thoải mái. Việc thường xuyên căng thẳng, stress, thức khuya chính là nguyên nhân gây mụn mà bất cứ nàng nào cũng phải dè chừng. Ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, duy trì sự ổn định về tâm lý, cảm xúc sẽ giúp bạn ngăn ngừa mụn, cải thiện làn da mụn đáng kể, đặc biệt là mụn đầu đen và mụn thâm sẽ xuất hiện. Hơn nữa, hãy hạn chế tối đa để da tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhé. Rửa mặt 2 lần trên ngày. Rửa mặt quá nhiều và không đúng cách có thể gây ra các vấn đề về da. Vậy số lần tối ưu là bao nhiêu? Nói chung, làm sạch 2 lần một ngày vào buổi sáng và buổi tối là đủ. Da nhạy cảm nên sử dụng các sản phẩm không chứa hương liệu. Luôn thoa kem chống nắng. Kem chống nắng là biện pháp bảo vệ tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để chống lại các tia UV có hại khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Quá nhiều ánh nắng mặt trời có thể gây ra các vấn đề trên bề mặt da của bạn, khiến da không thể trông siêu rõ nét. Bạn sẽ dễ bị các đốm nắng, tăng sắc tố và nhiều hơn nữa. Chưa kể đến ung thư da, đó thực sự là lý do tại sao tôi bôi kem chống nắng mỗi ngày. Ngoài ra, theo Viện Da Liễu Hoa Kỳ, kem chống nắng có tác dụng chống lão hóa da hiệu quả, đó là một điểm cộng. Thường xuyên tẩy da chết. Đối với da mụn, tẩy tế bào chết là một bước mà bạn không được bỏ qua. Tẩy tế bào chết thường xuyên mỗi tuần một lần sẽ loại bỏ hết những tế bào già cỗi, chất bẩn, độc tố trên bề mặt da, từ đó hỗ trợ cho quá trình điều trị mụn thuận lợi hơn và ngăn không có mụn sản sinh. Hơn nữa, tẩy tế bào chết còn có tác dụng xe khít lỗ chân lông, giúp da hấp thu tốt hơn dưỡng chất từ kem trị mụn cũng như các loại mỹ phẩm khác và đem lại làn da tươi mới, mịn màng tràn đầy sức sống.